Có những người sinh ra để sáng tạo bầu trời của riêng mình, như Kinh Kim Đại Bàng kiêu hành thống trị không gian, để những tầm nhìn vĩ đại kiến tạo nên chân trời mở, nơi con người làm chủ thời gian và không gian. Những ai dám sáng tạo bầu trời chính là chủ nhân thực sự của mặt đất, sở hữu lối sống thường dân đậm chất bờ Tây nước Mỹ, vì chủ nhân xứng tầm của The Beverly Solari.